Hơn một tháng trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục tăng cao. Với tâm lý chủ quan, không đến cơ sở y tế sớm, nên hiện số ca mắc sốt xuất huyết nặng cũng có chiều hướng gia tăng tại các bệnh viện. Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng hiện đang thu dung điều trị 90 ca bệnh mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp nặng. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận điều trị 1.200 ca sốt xuất huyết, số ca nặng chiếm từ 3% đến 5%. Hiện tại nữa là số ca sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng dần. Ví dụ như hồi tháng 6 đó, thì bệnh viện thì có khoảng là 200 ca sốt xuất huyết thôi. Nhưng mà từ tháng 7 đó, thì mình thống kê là có khoảng 500 ca sốt xuất huyết đen. Với số lượng bệnh nặng thì nó cũng tăng dần, là khoảng 15 ca bệnh nặng. Thực tế cho thấy hiện nay nhiều gia đình vẫn tự ý điều trị sốt xuất huyết do nhầm lẫn sốt xuất huyết với cảm cúm, sốt thông thường. Điều này có thể sẽ gây xuất huyết sớm và bệnh nhân trở nặng hơn, nhất là đối với trẻ em. Một số trường hợp nặng vào viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan cấp, xuất huyết não. Những ngày gần đây, bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tại các cơ sở y tế đều tăng, kể cả tuyến y tế tư nhân và quận huyện. Tình hình dịch vẫn chưa được ổn định, vẫn chưa được kiểm soát tốt. Nếu như mà trong thời điểm tới, nếu mà mình kiểm soát không tốt bệnh nhân thì có thể dẫn tới tình trạng quá tải tại bệnh viện. Nên là nếu được thì bệnh nhân chủ động phòng tránh cái bệnh sốt xuất huyết tại nhà. Mùa cái dịch Covid-19 ra thì tháng đầu trội năm nay là cái dịch sốt xuất huyết rồi ta chăn miệng. Do đó nên cái lượng bệnh nhân đến khám tại trung tâm y tế tương đối đông. Một ngày là số lượng trung bình khoảng là 400 lượt người để đến khám. Và cái thu dung điều trị của mình đặc biệt là ở cái hệ nội nhi là ca rất là đông. Trong đó tất cả đều tốt, mà trong đó có sốt xuất huyết cũng chiếm một phần lớn. Tính đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, với hơn 400 ổ dịch nhỏ đã phát hiện và xử lý kịp thời tại các xã phường. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ trong gia đình và đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị kịp thời. Đồng thời, mỗi gia đình người dân cần đồng hành, chung tay cùng địa phương, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để ngăn muỗi sinh sôi gây bệnh sốt xuất huyết.